Xin chào tất cả các bạn nhá. Xin chào bác cả. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm video về món ăn trái xoài các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là trái xoài là siêu to khổng lồ này của mình đây. Đấy, mình sẽ quay gần cho các bạn xem này. Đấy. Các bạn có thấy to không? Đây xoài cái này, các quả này phải hơn cân các bạn ạ. Đây mình sẽ bỏ cho chó mình ăn các bạn nhé. Hai mấy cho mình thưởng thức. Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn thấy ngon không? Đấy. Đấy. Ăn chưa? Ăn chưa? Đây cho cẩm cho ăn. Cẩm cho ăn. Ở đây mình sẽ bóc quả xoài này ăn các bạn nhé. Ngon không? Thì các bạn ơi, mình mời tất cả các bạn ăn cùng với mình nhá. Ngon không? Ngon nữa. Không ngon không? Ngon lắm các bạn ạ. Ăn nhiều mà. Rất là ngọt các bạn ạ. Thấy ăn xoài không? Ờ hay không, không ăn được, Khánh nhận ấy. Thôi đừng cho con ăn. Khánh nhận ấy. Ăn hết rồi. Bỏ bộ lửa nhá. Đây các bạn có thấy không, cái xoài nó to không? Cái quả xoài này mình nghĩ chắc là nó phải hơn cân các bạn ạ. Mình sẽ ăn tiếp quả thứ hai các bạn nhé. Ngon. Ngon thì thôi rồi các bạn ạ. Hao cho mình ăn thi nhé. Ăn nhiều mà. Ăn nhiều tối không ăn cơm á.
Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bóc vỏ là mình ăn cả nửa quả này các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy bóc dễ không? Ui. Đấy, các bạn thấy bóc mình bóc dễ không? Rất là đơn giản các bạn ạ. Ui. Ăn đi. Rất là nhiều vậy. Mình sẽ ăn cả nốt cả lửa quả này các bạn nhé. Ăn lên đi. Ăn đâu? Vẫn còn mà. Tôi cầm cho ăn. Đóng bóc nhé. Đấy. Đây, tôi cầm đấy. Cầm đây cho con, hai tay cầm ăn. Đấy. Các bạn có thấy ngon không? Rất là ngon các bạn ạ. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình được ăn quả xoài to này các bạn ạ. Ngọt lắm. Chân đã xuống, tiếng chân đã xuống. Ăn đi bác hả? Bác bỏ quả nữa. Ăn cho mình ăn thôi mà. Tôi lại không cần ăn cơm nữa. Các bạn thấy ngon không? Rất là ngon luôn các bạn ạ. Ấy. Quả xoài rất là to. Có rất nhiều nước các bạn ạ. Ăn thêm một bộ con nữa nhé. Con được không? No chưa? Cháu mình nha, bà là lo các bạn ạ. Ăn đi mong lấy nữa. Thank you.
ăn đâu mà bỏ nhé. Con đâu? Con nào? Con nào? Bây giờ mình sẽ bỏ tiếp quả thứ ba các bạn nhé. Khánh hả? Khánh ơi. Dạ. À con ngoan nhỉ. Con ngoan được cái này nhá. Ăn cái này con bị đi ngoài. 11 phút đi ạ. Con da nhà mình nay nó bị đi ngoài nên là mình không nó cho ăn xoài các bạn ạ. Mình sẽ ăn tiếp quả thứ ba các bạn nhé. Đừng đừng cho con ấy. Đây, con. Cầm cho ăn à? Cầm bóng. À, cầm bóng à? Cầm bóng tí bác lấy cho. Này cho con cho. Cầm đấy. Cầm. Ăn đây đi. Cháu mình như lo là các bạn nó không ăn được nữa. Mình sẽ ăn tiếp. Ừ? Đừng. Đâu? Nó cho đi làm đấy. Đi làm đấy quả bóng. Xin nào cho chú. Đó. Quả bóng này. Đi vào đây. Ngay vào đây băng nhá. Vào đây. Vào đây. Đi vào đây. Đi vào đây ngồi đây ngồi đây. Ngồi đây ở đây đây. Ừ, đó. Mình cũng thấy lo các bạn ạ. Thì các bạn ơi, video của mình đến đây đã dài rồi. Bây giờ mình xin phép tạm dừng ở đây video các bạn đấy nhá. Thì các bạn xem video của mình thấy hay cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin chào các chú đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.